đi qua. Mình sẽ đặt một cái cặp túi ngực là 340cc. Ca này thì mình đặt hai bên là đồng nhau hết ha, 340cc chứ không đặt lệch. Tại vì cái mô tuyến vú của bệnh nhân ở hai bên nó khá là tương đồng, nó chênh lệch cũng không nhiều, cho nên là mình không có đặt lệch sai được. Mình đặt hai bên giống nhau hết. Motiva 340cc.